Wow, dĩa xà lách nhìn đẹp quá luôn cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị và các bạn mà muốn ăn để giảm cân á, thì buổi tối mình ăn cái dĩa xà lách này là đủ dinh dưỡng. Trang xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Thùy Trang GB. Hôm nay thì Trang xin chia sẻ món ăn của Nhật gồm có 3 món. Món đầu tiên thì mình sẽ làm là xà lách trộn trứng nè. Rồi món thứ hai nữa là canh hẹ nấu với lại trứng. Và món thứ ba nữa là cơm lương. Thì con này á, mình tiếng Việt mình gọi là con lương, còn ở bên tiếng Nhật của nó gọi là unagi. Thì con lương này á gồm có cái giá là 1 sen 382 yên, tức là khoảng 230.000 tiền Việt Nam mình. Bữa cơm hôm nay á, thì khoảng 300.000 tiền Việt Nam. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ đi vo gạo này. Vo gạo rồi mình sẽ ngâm nước, mình để khoảng 30 phút mình hả nấu. Người Nhật thì thường là người ta sẽ vo gạo trước, người ta ngâm nước khoảng 30 phút sau người ta nấu thì cái hạt cơm nó mới ngon. Vì cái gạo này cô chú anh chị và các bạn xem cái hạt gạo của nó tròn mà nó to lắm. Nó không có giống cái hạt gạo ở Việt Nam mình. Cho nên trước khi mình nấu thì cần thiết thì mình phải ngâm trước 30 phút. Rồi mình nấu thì hạt cơm nó nở ra nó dẻo mà rất là ngon. Thôi thì bây giờ Trang xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp với Trang để mình nấu món ăn buổi tối hôm nay. Bên Nhật nè cô chú anh chị và các bạn biết không, gạo người ta vo cũng không có quá kỹ cho lắm đâu, tại vì gạo bên này á máy nó lao rất là kỹ luôn, nên là người Nhật ở bên đây á, rửa gạo á, vo gạo người ta làm sơ sơ, rửa sơ sơ thôi à, chứ người ta không, người ta sợ mất mất cái chất ngọt, chất dinh dưỡng. Cải xà lách và là ớt chuông, cà chua mình rửa mình để cho nó ráo nước đi, rồi mình sẽ trộn sốt mayonnaise vào và trứng. Cái trứng này thì bây giờ mình đập nó vào trong tô, sẽ đánh cho nó tan hai cái trứng này ra. Rồi hẹ đó mình sắc nhuyễn mình thả vô. Hẹ thì mình cắt khúc khoảng cỡ này nè, khúc khúc nè, đừng có nhuyễn quá nó cũng không ngon. Cho hẹ vào mình đánh cho nó đều lên để cho nó có cái độ xốp nó mềm. Trứng một tí nữa mình bỏ vào mình nấu thì nó bông lên nó sẽ mềm. Mình chuẩn bị cái nồi nước. Nồi nước đây thì nấu canh trứng thì khoảng cỡ 1.000 ml nước. Tức là mình nấu để được khoảng cỡ 3 chén canh. Cho vào đây 2 muỗng hạt nêm cá, 2 muỗng canh nước tương của Nhật. Hạt nêm cá đã tan thì bây giờ mình sẽ cho trứng vào. Bây giờ cả trứng nó đã nổi lên, canh đã chín rồi nè cô chú anh chị và các bạn, rất là ngon. Salad mình đã cắt nhỏ, mình rửa sạch rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái khâu mình trộn salad luôn. Cho salad ra dĩa và mình chất các loại cà chua cũng như ớt chuông rồi trứng. Mình cho nước sốt lên luôn. Con lươn này thì bây giờ mình cắt làm đôi rồi mình cho vào lò vi sóng, mình quay lên khoảng 2 phút cho nó nóng lại. Thì trong con lươn á, họ có cho mình hai gói, một bên nó là nước sốt, một bên nó là cái dạng giống như là tiêu vậy đó. Để cái nước sốt này á, lúc mình quay lươn nó nóng lên rồi mình cho cái nước sốt này vào để mình ăn á, nó đậm đà nó ngon hơn. Còn cái này á, là giống như tiêu á, thì mình rưới lên để cho nó thơm, nó hơi có độ cay cay á, mình ăn cho nó ngon. Thì con lươn này mình không có phải chế biến gì nữa hết á. Ở đây người ta đã làm chín hết rồi. Mình chỉ về mình bỏ vô lò vi sóng, mình quay lên cho nóng lại rồi mình ăn thôi à. Đây là bữa cơm rất là dinh dưỡng luôn. Dĩa xà lách đó thì màu đỏ và màu cam thì của ớt chuông nè. Rồi màu đỏ của cà chua. Trứng thì màu trắng và lẫn tròng đỏ. Có thêm màu vàng cam. Rồi chả cá hấp thì màu hồng lẫn màu đen, có hình con gấu rất là ngộ nghĩnh dễ thương. Dĩa xà lách trông rất là bắt mắt và đẹp. Đây là món ăn rất là đầy đủ dinh dưỡng cho buổi tối. Cô chú anh chị và các bạn ơi, thì món ăn của Nhật á, bữa cơm hôm nay Trang đã nấu xong rồi. Trang xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng cơm với Trang. Trang xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Thùy Trang GB. Thì hôm nay là bữa cơm của Nhật, Trang chia sẻ đây là cái món salad trộn. Salad trộn thì mình có cái nước sốt. Cái sốt này là sốt mayonnaise, nó có hơi có độ béo và độ chua chua. Mình trộn vào trong cái dĩa salad này. Bên đây thì mình ăn cơm lươn, thì nửa con lươn á, Trang đã cắt ra và Trang cho vào trong cái dĩa này. Thì mình đã chế tí xíu nước sốt vào trong đây để cho nó được đậm đà hơn.
Ăn canh đó thì mình có canh, đây là canh trứng nấu với hẹ và nước tương của Nhật. Mình tráng miệng thì mình ăn cam và là sữa chua nha đam. Xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng cơm với Trang. Trang sẽ trộn cái salad này lên. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn mà muốn ăn để giảm cân á, thì buổi tối mình ăn cái dĩa salad này là đủ dinh dưỡng và sẽ giảm cân đó cô chú anh chị và các bạn. Dĩa salad này có trứng nè, có chả chả cá hấp của Nhật nè, rồi ớt chuông thì ớt chuông màu đỏ màu vàng, rồi thêm salad nữa rất là ngon. Trang mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với Trang. Ngon quá. Cái nước sốt nó béo béo, ngon quá. Người Nhật cái thường thường người ta ăn cơm á, lúc nào cũng có chén canh nè, chén canh súp, rồi dĩa salad trộn. Thì ăn cơm á, thường nếu mà có salad trộn người ta sẽ ăn salad này trước, rồi cái đến người ta mới ăn cơm. Cái nước sốt này á, nếu mà cô chú anh chị và các bạn nào đang ở Nhật thì đến tiệm cái nhà hàng Seriya này, là nhà hàng của Ý á, nhưng mà nó bán thức ăn rất là rẻ, không có đắt tiền. Cái chai nước sốt này cũng rẻ lắm cô chú anh chị và các bạn, chỉ có mấy trăm yên thôi à, nhưng mà rất là ngon, đậm đà rất là ngon. Còn nếu mình ở bên Việt Nam á, không có cái nước sốt này á, thì mình làm bằng cái nước sốt mayonnaise cũng được nữa cô chú anh chị. Cho anh gấp thêm một miếng chả. Chả có hình con gấu rất là dễ thương. Rồi bây giờ Trang xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng cơm lươn với Trang. Lươn này á, nó rất là mềm. Cái con lươn này á, ở bên Nhật á, người ta chế biến như thế nào thì Trang không có biết, nhưng mà nó rất rất là mềm, giống như là người ta cũng có nướng lên hay sao cô chú anh chị và các bạn, nhưng mà nó có mỡ nè, rất là ngon luôn. Xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng với Trang nha. Ngon quá. Cái con lươn này nó thiệt là béo luôn á cô chú anh chị, và nó rất là mềm, nó mềm mại, nó rất là ngon. Người Nhật á, họ đi làm á, nếu mà ngày nào mà họ đi làm mà cảm thấy mệt mỏi á cô chú, người ta về nhà người ta ăn cơm, người ta hay ăn cơm lươn lắm, vì con lươn này nó rất là bổ. Trứng, đây là trứng với hẹ nấu canh súp. Mình nấu á, mình không có cần phải nêm nhiều gia vị cô chú anh chị và các bạn, chỉ cần nêm á cái hạt nêm cá nè với lại nước tương của Nhật thôi là nó rất là đậm đà, rất là ngọt, rất ngon. Trang ăn những món ăn này á, Trang nhớ lại tuổi thơ của Trang. Ngày xưa á, tuổi thơ của Trang á, rất là khổ. Nên mỗi khi mà ăn những món ăn gì mà ngon á, mình hay nhớ tuổi thơ của mình lắm cô chú anh chị. Tuổi của Trang lên 13 tuổi á, thì rất là vất vả cô chú anh chị và các bạn. Ăn cơm á, thì nhà gia đình năm anh em, mẹ đâu có đủ gạo để nấu cơm ăn đâu, phải ăn khoai mì, khoai lang độn. Lúc đó nhà Trang đó, ruộng thì bị thất thoát không có lúa, còn ở dưới quê mà cô chú anh chị,
Con dừa thì mới trồng chưa có trái. Nhà thì tới 5 anh em lận. Ba mẹ rất là vất vả. Nấu rượu rồi để lấy hèm nuôi heo. Nhưng mà nuôi nấu rượu cũng không được giống như không được như ý muốn nữa cô chú anh chị và các bạn. Cứ bị công an á. Lúc đó thời đó cô chú anh chị biết cấm nấu rượu. Bị công an đến bắt hoài à. Không có cho nấu. Đến hồi làm khó quá đó, bắt ba Trang phải đi ở tù. Phải phạt á, ở tù 6 tháng. Lúc đó thời điểm đó năm anh em ở nhà cùng với mẹ rất là vất vả. Trang vừa ăn, Trang vừa kể chuyện tuổi thơ của Trang cho cô chú anh chị nghe. Thì lúc đó thời điểm đó năm anh em á còn nhỏ nữa. Năm đó Trang được 13 tuổi rồi. Vào năm 1990 á. Thời điểm đó Trang được 13 tuổi. Ba anh trai lớn phải đi lên trên thành phố á, đi phụ vào mấy cái xưởng á, xưởng kẽm để phụ làm để kiếm tiền. Còn Trang với chị gái Trang á thì hai chị em mỗi chị em mỗi người một nơi. Chị gái Trang thì đi lên trên bà Trang ở. Phụ đi bán lá chuối, đọt lá chuối đồ đi bán. Còn Trang á thì Trang đi xuống dưới Bình Đại á. Nhà Trang là ở Bến Tre mà. Thì từ cái chỗ nhà Trang mà đi xuống dưới biển Bình Đại á, là khoảng 18 cây số. 13 tuổi đi xuống dưới đi phụ đi làm thuê. Cô chú anh chị biết không? 13 tuổi rồi đã bỏ học rồi. 13 tuổi bỏ học đi làm thuê để kiếm tiền phụ giúp với lại ba mẹ. Sáng 5 giờ là phải gánh hai gánh khô. Gánh khoảng hơn 2 cây số á cô chú anh chị. Đi ra chợ Bình Đại á để cho chủ á. Chủ dừa khô bán. 5 giờ sáng dậy phải gánh một gánh đi, xong rồi hoành trở về gánh thêm một gánh nữa. Vì lúc đó thời điểm đó Trang làm cho cái nhà cô chú đó đó là nhà làm khô bán mà. Bán khô dừa mối ở chợ Bình Đại á. Là gánh khô đi ra ngoài đó, hai gánh khô ra đó rồi ra tới ngoài đó rồi á là phụ ngồi bán cân khô rồi bán với lại cô chú. Tới 10 giờ bán hết thì thôi, bán không hết thì gánh trở về. Gánh về xong rồi nấu cơm nấu nước, phụ cô chú nấu cơm nấu nước ăn. Rồi xong rồi bắt đầu ghe cào á, cặp bến mà nó vô á thì cá đó, đưa cá lên á phải cắt cá, làm khô. Trang không có tuổi thơ là gì hết trơn á cô chú anh chị. Tại vì lúc đó, thời điểm đó, ba mẹ rất là vất vả, mình phải đi làm á, mình kiếm tiền à. Đâu có được học hành tới nơi tới chốn mà cũng không có được. Đi chơi hay là này kia nọ rồi các khu vui chơi hay là ăn những thức ăn ngon. Cô chú anh chị biết không, bây giờ mà mình ăn được những cái thức ăn mà ngon như vậy á, mình rất là trân trọng, mình rất là quý. Những cái lúc mà mình khổ, lúc mà còn nhỏ, ở nhà cứ ba mẹ đâu có gạo đâu nấu cơm ăn. Cứ ăn cơm á thì thí dụ như một lon gạo là phải bỏ vô á cả ký lô khoai mì hoặc là khoai lang á độn để nấu. Nấu được một nồi vậy chia ra cho 5 anh em ăn. Bây giờ thì mấy bé bây giờ rất là sướng luôn. Trang nhớ hồi đó Trang á, bữa nào mà Trang ăn cơm được mà có được một miếng cá hay một miếng thịt nó rất là mừng luôn á cô chú anh chị. Cho nên á bây giờ Trang mà ăn được những cái đồ ăn mà ngon á, Trang nhớ lại ngày xưa Trang rất là quý. Cảm ơn trời Phật á đã cho mình được cái cuộc sống hôm nay á. Mình cảm thấy rất là mình rất là quý luôn á cô chú anh chị và các bạn. Hồi nhỏ mà cái thời đó khổ lắm. Đâu có được quần áo mặc, quần áo đẹp đâu cô chú anh chị. Tết đó là được mẹ may cho một bộ quần áo mới á. Là mặc được 3 ngày Tết á. Mặc đi chơi Tết xong rồi về giặt. Giặt xong rồi ngày mai mặc tiếp. Còn mua được đôi dép mũ á. Đẹp đẹp là mừng lắm đó. Đi học á thì đâu có tiền đóng tiền học đâu. Đi lụm bọc đi lông để làm kế hoạch nhỏ. Trang nghĩ là cái thời điểm mà theo cái tuổi của Trang á,
hoặc là cô chú mà lớn tuổi hơn á, thì chắc hẳn ai cũng sẽ trải qua những cái cực khổ hay là những cái vất vả của ngày xưa. Trang nghĩ là như vậy. Bởi vì ngày xưa rất là khó khăn. Thời điểm đó giống như là kinh tế mới, rất là khó, rất là khổ. Đi học cũng vậy đó. Ngày xưa Trang đi học thì mới có hết lớp 6. Vừa lên tới giữa lớp 7 thôi là Trang phải bỏ học để Trang đi làm kiếm tiền nữa cô chú anh chị. Thôi Trang mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng với Trang miếng cam. Lục lại những câu chuyện và tuổi thơ của ngày xưa đó, thì bây giờ cảm thấy kể lại cho cô chú anh chị nghe mà rưng rưng nước mắt. Bởi vì mình không có tuổi thơ, cô chú anh chị và các bạn. Thì bữa cơm hôm nay Trang chia sẻ thì khoảng cỡ 300.000 tiền Việt Nam mình đó cô chú anh chị. Nhưng mà cũng rất là đầy đủ dinh dưỡng cho bữa cơm hôm nay gồm hai người ăn. Trang xin tạm dừng video lại ở đây. Trang mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và bình an. Bây giờ thì Trang xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo nha. Bye bye cô chú anh chị và các bạn.